Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Sáu ngày 28 tháng 8 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Đại hội 13 quan chức đảng chuyển tiền tháo chạy. Tấm hộ chiếu trị giá 58 tỷ đồng của ông đại biểu Quốc hội Phạm Phú vẫn đang gây sốc đối với dư luận trong và ngoài nước. Theo công văn của Bộ Nội vụ Đào Síp thì vợ chồng ông Phạm Phú Quốc đã nộp đơn xin cấp quốc tịch vào năm 2018 theo diện đầu tư vào bất động sản và phát triển các dự án cơ sở hạ tầng. Theo tài liệu của đài truyền hình Acera, đơn xin quốc tịch của bà Phương và ông Quốc được Bộ Nội vụ Đào Síp duyệt vào ngày 12 tháng 12 năm 2018. Nếu chiếu theo quy định của chương trình đầu tư định cư của Đào Síp để được phép nộp hồ sơ xin quốc tịch, bà Nguyễn Phan Diệu Phương đã phải bắt đầu đầu tư tại Đào Síp từ ít nhất năm 2015. Vào ngày 12 tháng 12 năm 2018, Bộ Nội vụ Đào Síp đã gửi đề xuất cho Hội đồng Bộ trưởng nước này về việc cấp quốc tịch Síp cho bà Phan Diệu Phương Nguyệt, sinh năm 1969 tại Việt Nam, còn chồng là ông Phạm Phú Quốc, sinh năm 1968, cũng tại Việt Nam. Đây là hình ảnh đại biểu Quốc hội của Việt Nam, ông Phạm Phú Quốc đã có quốc tịch Síp từ năm 2018, nhưng sự việc đến nay mới bùng phát sau bài báo của đài truyền hình Algeria. Bộ Tài chính của Đào Síp cũng đồng tình với trường hợp xin quốc tịch của vợ chồng ông Phạm Phú Quốc trong bản đề xuất, với điều kiện là đương đơn phải nộp cho Bộ Nội vụ mỗi năm một giấy chứng nhận tiến độ xây dựng của các công trình xây dựng và đầu tư và sau khi hoàn thành. Đáng chú ý, trong bản đề xuất của Bộ Nội vụ Síp có nội dung như sau. Vì nội dung của đề xuất liên quan đến các vấn đề cá nhân nhạy cảm được bảo vệ bởi luật bảo vệ dữ liệu cá nhân vào năm 2002-2012, nên thông tin sẽ không được công khai dưới bất kỳ hình thức nào. Hồ sơ của ông Phạm Phú Quốc và bà Phan Diệu Phương Nguyễn nằm trong những tài liệu mà đài truyền hình Algeria đã thu thập được, bao gồm 1.471 đơn đăng ký có tên của 2.541 người nhận được hộ chiếu Đào Síp từ năm 2017 cho đến năm 2019. Dư luận cũng thắc mắc số tiền ấy từ đâu mà ra, bởi ông Phạm Phú Quốc vẫn chưa phải là quan chức lớn mà có thể chi cho cả gia đình, ba thành viên đều có hộ chiếu Síp. Tức là số tiền mà gia đình ông Quốc chi ra là ít nhất 7,5 triệu đô la, tương đương với 172 tỷ đồng Việt Nam. Nhà báo Bạch Hoàn có bài viết bình luận về số tiền này với tựa đề Hộ chiếu vàng và sợi dây treo cổ. Mỗi công dân Việt Nam đang sống trên đất nước này một năm có thu nhập bình quân khoảng 2.800 đô la, tương đương 64,4 triệu đồng. Và như thế, công dân có quốc tịch Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở đất nước Việt Nam muốn có tiền mua tấm hộ chiếu vàng của nước Cộng hòa Síp sẽ phải làm việc và dành toàn bộ số tiền kiếm được, nhịn ăn, nhịn mặc, thậm chí nhịn cả nhiều việc khác trong suốt 963 năm. Nghĩa là để có thể mua được một tấm hộ chiếu vàng như người đại biểu đại diện cho nhân dân trong Quốc hội Việt Nam, ông Phạm Phú Quốc, thì dân Việt Nam phải mất ít nhất 14 đời người. Đây là hình ảnh nhà riêng của ông Phạm Phú Quốc tại số 34D đường 39, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, ảnh theo trang Facebook Hoàng Dũng chia sẻ. Ông Quốc là đảng viên được giao nhiệm vụ quản lý tại một số doanh nghiệp nhà nước, xét về bản chất là cán bộ nhà nước chứ không phải là doanh nhân. Tiền bạc, tài sản tại các doanh nghiệp mà ông đứng đầu, dù là 100 tỷ hay 1.000 tỷ, tất cả đều là nguồn lực quốc gia, là tiền của dân, là mồ hôi, là xương máu của nhân dân. Vậy thì cán bộ nhà nước sống bằng mồ hôi, nước mắt của dân lấy đâu ra 60 đến 70 tỷ đồng vung tay lên mua thêm quốc tịch? Giữa năm 2018, vợ chồng ông Phạm Phú Quốc bắt đầu nộp hồ sơ mua tấm hộ chiếu vàng. Cũng giữa năm 2018 ấy, tại Gia Lai, một công dân Việt Nam mới 29 tuổi đã lựa chọn kết thúc cuộc đời mình bằng một sợi dây treo cổ và kết quả là cái chết. Thứ còn lại, lìa đời của công dân ấy là một thư tuyệt mệnh, ở đó là cuộc sống cơ cục, bần hàn, không lối thoát. Những ngày cuối tháng 8 năm 2020 này, khi đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc được công bố đã sắm thêm cho mình tấm hộ chiếu vàng của Đào Síp, thì tại Đắk Lắk, trong một khu chợ nghèo, hai công dân Việt Nam là vợ và chồng của nhau đã lựa chọn lối thoát cho đời mình bằng hai sợi dây treo cổ. Họ đã kết thúc cuộc đời trong căn phòng trọ quạnh hiu giữa bệnh tật, đói nghèo và bế tắc. Sống ở đất nước này đã có bao nhiêu người đang phải giật gấu vá vai, lo ăn từng bữa, thiếu thốn, khốn cùng. Có biết bao nhiêu người đang phải chịu cái đói, cái nghèo bủa vây, trói chặt. Có biết bao nhiêu người có cuộc sống khó khăn và đau khổ và mỏi mệt, sống không ngày mai, không hy vọng, không tương lai. Và khát khao một cuộc sống nhẹ nhàng hơn, tốt đẹp hơn là chính đáng. Chỉ có điều, ở một đất nước như Việt Nam, quan mà giàu thì dân sẽ nghèo, nhà quan mà thừa mứa thì nhà dân sẽ bần hàn.
Đây là hình ảnh mạng xã hội ngày hôm nay đã xôn xao với bản tin Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Bình đã thông qua việc tặng 600 đại biểu và khách mời Đại hội Đảng mỗi người một chiếc cặp trị giá từ 3,5 đến 3,7 triệu đồng. Tổng cộng số tiền chi mua cặp là hơn 2,2 tỷ đồng. Theo thông tin dễ tìm kiếm trên mạng, thì những chiếc cặp này có giá chỉ trên dưới 300.000 đồng mà thôi. Tức là giá đã bị kê cao lên gấp 10 lần. Ảnh bên phải là văn bản phê duyệt phương án giá mua cặp 200 chiếc với giá 3.580.000 đồng chiếc. Thế cho nên, khi đại biểu Quốc hội tìm tương lai cho mình bằng cách bỏ ra vài triệu đô la mua quốc tịch một quốc gia châu Âu, thì có những người dân cũng đến châu Âu bằng con đường thủ nhân để rồi mất mạng bên trong chiếc container đông lạnh trên con đường tìm kiếm một tương lai. Và có những người ở lại tìm tương lai mãi tận kiếp sau bằng sợi dây treo cổ. Nhà báo Bạch Hoàn đã đưa ra kết luận như vậy. Còn tiến sĩ toán học Nguyễn Ngọc Chu đã bình luận trên trang Facebook với câu hỏi tự đặt ra là có bao nhiêu ông Phạm Phú Quốc đây? Nội dung chia sẻ như sau. Không lâu sau khi nhậm chức vào tháng 12 1997, cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã có một danh sách của hơn 40 lãnh đạo cấp cao Việt Nam gửi tiền ở ngân hàng nước ngoài. Đây là những lá bài quan trọng của ông Lê Khả Phiêu trong ván bài nhân sự và chống tham nhũng. Nhưng thực tế đã không theo ý muốn của ông Phiêu, chẳng những không công khai được danh sách để chống tham nhũng mà còn dẫn đến mâu thuẫn phe nhóm làm cho ông Lê Khả Phiêu phải rời chức Tổng Bí thư vào tháng 4 năm 2001, nhường chỗ cho ông Nông Đức Mạnh. Như vậy, Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam ít nhất từ thời cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đến giờ đều biết một thực tế là lãnh đạo cấp cao của Việt Nam gửi tiền ở nước ngoài. Tiền ấy ở đâu ra? Tại sao phải che giấu ở nước ngoài? Tại sao lại là đảng viên giữ chức vụ cao? Và tại sao cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu lại bất lực trước làn sóng tham nhũng ở hàng ngũ cán bộ cấp cao? Và đến bây giờ thì quốc nạn tham nhũng ở tầng lớp cán bộ trung cấp cao đều đếm không xuể với phạm vi nhiều lần lớn hơn. Minh chứng cho điều này là các vụ kỷ luật cả gần 100 cán bộ cấp cao trong thời gian vừa qua, trong đó có cả hàng chục tướng lĩnh công an và quân đội. Đây là hình ảnh 20 gương mặt tiêu biểu của các tướng tá quân đội và công an tham nhũng và đã bị loại và khởi tố gần đây. Nhưng sự tha hóa của nhiều cán bộ cấp cao không chỉ là gửi tiền ở nước ngoài, sự tha hóa đạt đến mức tội phạm và cả ở mức tội phạm phản bội, cơ quan tham gia trốn chạy khỏi Tổ quốc bằng con đường tìm kiếm hộ chiếu nước ngoài. Phải phân biệt những người muốn có cuộc sống tốt hơn ở nước ngoài với những kẻ cướp đoạt tiền bạc của nhân dân để trốn chạy ra nước ngoài. Ở đây muốn lưu ý đến 4 nhóm người Việt tìm kiếm cuộc sống ở nước ngoài qua con đường sở hữu hộ chiếu nước ngoài trong 30 năm gần đây. Nhóm thứ nhất là những người muốn có một môi trường sống tốt hơn, có thu nhập cao hơn, được thể hiện khả năng tốt hơn, được tôn trọng hơn, được bảo vệ hơn, an toàn hơn, đi lại dễ hơn. Nhu cầu có một môi trường sống tốt hơn là nhu cầu chính đáng. Câu hỏi cần đặt ra là tại sao môi trường sống ở Việt Nam đã làm cho họ phải ra đi như vậy? Nhóm thứ hai là nhóm buộc phải đi kiếm sống. Đây là nhóm người mà hoàn cảnh ở Việt Nam buộc họ phải ra đi để có một điều kiện kinh tế tốt hơn cho cá nhân họ và cho cả người thân của họ đang ở Việt Nam. Trong nhóm người này có bao gồm cả những người đang vượt biên bất hợp pháp, mạo hiểm cả tính mạng chỉ vì kiếm sống. Điển hình bi thương là trường hợp 39 người bị chết ngạt trong container vào năm 2019 tại Anh Quốc. Nhóm thứ ba là nhóm người buộc phải lưu vong do bất đồng chính kiến với Đảng Cộng sản Việt Nam. Và nhóm thứ tư là những quan tham, những kẻ tham nhũng từ cơ chế, những kẻ tội phạm muốn lẩn trốn dưới sự che chở của bộ chiếu nước ngoài. Đây là nhóm tội phạm, dù là tội phạm đã bị vạch trần hay đang được che giấu. Và hiện đã biết có 33 người Việt Nam sở hữu cuốn hộ chiếu của đảo Ship. Đó là hai loại người, quan tham và tư bản đỏ tham nhũng. Còn bao nhiêu người tương tự sở hữu hộ chiếu ở các nước khác nữa, câu hỏi cũng được đặt ra. Đây là hình ảnh chuyến bay chuyên cơ thăm Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã mang theo 9 người trốn ở lại định cư bất hợp pháp. Mặc dù bị báo chí Hàn Quốc vạch trần, nhưng cho đến nay Quốc hội vẫn câm lặng. Những quan chức tham nhũng cướp tiền của người dân để trốn chạy ra nước ngoài, đau đớn thay là những kẻ hàng ngày lại giao giảng đạo đức, ca ngợi chế độ. Nhưng bên trong thì mục nát, thối rữa, ngấm ngầm tìm cách trốn chạy khỏi chế độ. Trong 496 vị đại biểu Quốc hội, đã có bao nhiêu ông bà như Phạm Phú Quốc? Trong cả ngàn cán bộ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, có bao nhiêu ông bà như ông bà Hồ Thị Kim Thoa? Và trong hàng chục ngàn doanh nghiệp, có bao nhiêu ông bà như ông Trịnh Xuân Thanh? Cuộc trốn chạy bằng con đường nhập quốc tịch nước ngoài của quan tham và tư bản đỏ tham nhũng là nỗi sỉ nhục và nỗi đau của người ở lại. Bị sỉ nhục là vì những kẻ chức cao trọng vọng hàng ngày ngồi trên đầu mình, lãnh đạo mình, giao giảng đạo đức cho mình, cuối cùng
thì hóa ra là kẻ tội phạm thối tha đến mức phải trốn chạy khỏi tổ quốc. Phải đau xót là vì tại sao lại đến nông nỗi này? Tiến sĩ toán học Nguyễn Ngọc Chu cũng đưa ra kết luận như vậy. Còn Facebook Phạm Minh Vũ đã đưa ra bài bình luận với tựa đề Tiêu chuẩn kép của Đảng, nội dung như sau. Việc đảng viên Phạm Phú Quốc mới đây bị tiết lộ thông tin có quốc tịch đảo Ship đang làm cho dư luận từ ngỡ ngàng cho đến bàng hoàng. Ngỡ ngàng là vì một đảng viên được cho là tép riu mà lại có khối tài sản trong tay ít nhất là hàng chục triệu đô la. Và từ đó ta bàng hoàng nhận ra hàng vạn đảng viên cấp cao hơn ông Quốc nữa thì sao? Tài sản khủng khiếp cỡ nào? Hèn gì, bao nhiêu đầu tư cũng lỗ, bao nhiêu tài nguyên thiên nhiên không cánh mà bay, chủ quyền ngày càng teo tóp, dự án nào cũng đội vốn hàng chục lần và nó chậm tiến độ cũng theo cái đội vốn ấy. Đất đai thì cướp của dân, chia cho tư bản đỏ. Đây là hình ảnh Chủ tịch AVG Phạm Nhật Vũ qua vụ bán cổ phần cho Mobifone làm thiệt hại cho nhà nước 7.000 tỷ đồng và hối lộ hàng triệu đô la Mỹ nhưng chỉ nhận mức án 3 năm tù. Ông Phạm Nhật Vũ cũng có tên trong danh sách mua hộ quốc tịch đảo Ship. Trong khi các ông, các bà đảng viên, tướng lĩnh, quan chức xúi cho báo chí viết bài theo kiểu tan nát rất mơ Mỹ, lên tiếng và lên án bọn tư bản dễ chết, tay phải thì viết sách chửi tư bản ra giả, nhưng tay trái lại cầm hộ chiếu của tư bản. Trong khi các ông bà quan chức đảng lên án chính phủ Mỹ và các nước tư bản để nhân dân đói khổ, thì các ông các bà lại đẩy con cháu mình qua đó hết là cớ làm sao. Mà chính ngay khi mồm xoen xoét, giọng đạo đức tỏ ra là một vị quan mẫu mực, nhưng các ông bà lại tìm cách vơ vét, bòn rút, đục khoét ngân sách, ăn chặn để bao trẻ em đi học, không có đường đi, không có cầu qua sông, phải lội bọc ni lông, có nơi cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, thì cái đó gọi là đảng, đạo đức, là văn minh hay sao? Và sự việc đảng viên Phạm Phú Quốc đã chối bỏ quê hương để tháo chạy thật xa khỏi thiên đường xã hội chủ nghĩa để giữ khối tài sản mà y vơ vét được, cộng với biết bao nhiêu những điều bất công trong xã hội Việt Nam, từ tư pháp hủ bại, luật lập pháp coi thường nhân dân, hành pháp thì một lu lẫn, đần độn, tạo mọi thứ thêm rối loạn, công quyền thì hách dịch, công an muốn giết ai thì giết, bọn cướp đất thì muốn cướp ở đâu thì cướp và tạo ra hàng hàng lớp lớp dân oan, kêu trời không thấu. Bọn doanh nghiệp thì vô đạo đức vì bắt tay với quan chức để trốn thuế, bắt tay với chính quyền, tự hủy hoại môi trường sống, làm cho tỷ lệ ung thư cao có tiếng trên thế giới. Quan chức thì đưa cả dòng họ vào thay nhau cai trị một vùng riêng để mà xà xẻo xương máu của nhân dân, tài sản của quốc gia. Và điều mà đảng luôn hô hào là không cần đa nguyên đa đảng, đó là chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng thực chất đó là cứu cánh, biện minh cho phương tiện mà thôi. Ngụy biện, dối trá, lừa dân, các ông không cần đa đảng, để các ông tham ô chẳng ai phát hiện, để các ông nổ súng cướp đất chẳng ai phán xét, để các ông tự do quyết định tương lai đất nước cho dù đó là làm nô lệ cho Trung Quốc phải không? Miệng nói không cần đa đảng mà đảng viên đua nhau mua quốc tịch ở xứ đa đảng, đó là tiêu chuẩn kép của người cộng sản phải chăng? Và không cần đa đảng nhưng lại cần đa quốc tịch, người cộng sản đôi khi thật phức tạp và khó hiểu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de ngày hôm nay thứ Sáu ngày 28 tháng 8 năm 2020 với bản tin Đại hội 13 quan chức đảng chuyển tiền tháo chạy. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de